Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng tôi thấy sự hướng dẫn của Chúa đến trong loạt bài chúng ta sẽ cùng học. Đó là khi cuộc đời ném cho chúng ta những trái chanh, thì chúng ta sẽ làm gì? Cuộc sống của chúng ta phải nhìn nhận rằng có những lúc, có những cái chua, những cái cay ở trong đời sống. Vấn đề của chúng ta ở tại đây đó là con cái của Chúa, chúng ta đối diện với những điều này như thế nào? Cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta là đấng vẫn nắm quyền tể trị. Amen anh chị em. Không một việc gì mà ngoài tầm kiểm soát của Chúa. Nếu Chúa có cho phép xảy ra thì chúng ta hết lòng tin cậy Chúa và biết rằng Chúa có chương trình tốt đẹp. Vì Ngài không phí những giọt nước mắt của chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta nhận biết đường lối của Chúa để chúng ta có thể thay đổi và bước qua những cái sự khó khăn, những cái thách thức ở trong đời sống của chúng ta một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Chúng ta thường nghe khi cuộc sống cho bạn một quả chanh thì phần thứ nhì là gì anh chị em? Make a lemonade, hãy sử dụng nó để làm nước chanh đường để chúng ta uống. Đây là một thái độ tích cực tốt, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Đó là chúng ta khi đối diện với những thách thức ở trong đời sống thì chúng ta muốn chính mình là cái người tích cực dắt những cái trái chanh đó để chúng ta làm nước chanh chúng ta uống. Kết quả chúng ta sẽ thấy thất bại vì chúng ta không có khả năng để làm công việc đó. Chúng ta có lòng tin, chúng ta có hướng đi và chúng ta chọn cách sống đó là việc tốt. Nhưng mà chúng ta nhận biết một điều, đó là để có thể biến đổi những cái sự khó khăn, những thách thức ở trong đời sống của chúng ta trở nên phước hạnh thì phải là công việc của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là đấng có quyền để hiệp mọi sự lại làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa. Amen anh chị em. Chính Chúa mới là đấng có quyền để hiệp tất cả mọi sự lại. Trong đó có những việc mà chúng ta thấy phước hạnh, cũng có những cái giây phút mà chúng ta trải qua những cái thung lũng của cuộc đời. Và khi chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự ban phước của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta có thể được phước của Chúa, chúng ta có thể làm nguồn phước cho những người lân cận của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần nhớ ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta quyết tâm khi cuộc sống cho chúng ta một quả chanh, thay vì chúng ta chấp nhận và chúng ta để cho mình bị trói chặt ở trong cái hoàn cảnh đó, thì hãy chọn một thái độ. Chúng ta cắt cái quả chanh đó ra, chúng ta vắt nước, chúng ta thêm đường vào, chúng ta cho nước vào và chúng ta sẽ có một ly nước chanh thật là sảng khoái sau khi chúng ta sử dụng nó. Đó là cái kết quả mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn thấy ở trong đời sống của chúng ta. Nên khi chúng ta trải qua những thách thức ở trong đời sống, chúng ta hãy có một thái độ nhận biết và chọn bước đi trong đức tin như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Nhất là chúng ta có Đức Chúa Jesus Christ làm Chúa của chúng ta, là đấng có toàn quyền tẩy trị. Thì với Chúa trong đời sống của chúng ta thì không có một cái trái chanh nào là quá lớn cho chúng ta, cũng không có một trái chanh nào là quá chua cho chúng ta. Bởi vì Chúa Ngài có thể bỏ cái chất ngọt của tình yêu và sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Ngài trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm cuộc đời của chúng ta như một ly nước chanh đem lại sảng khoái, đem lại giải khát ở trong những giây phút mà chúng ta cần nhất ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên chị em yêu dấu của chúng ta hãy lắng lòng, hãy mở lòng ra để chúng ta cùng học lời Chúa ở trong loạt bài này. Tôi tin rằng sẽ đem lại khích lệ cho chúng ta, vì chúng ta phải nhìn nhận một điều là cuộc sống có những thách thức, cuộc sống có những cái thử thách xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần nhìn từ góc nhìn của Chúa, của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể trải qua một cách phước hạnh và đi đến cái mục tiêu mà Chúa Ngài đã định hầu cho đời sống của chúng ta. Sau đó tiếp tục làm một ly nước chanh thật là tốt để chúng ta có thể đãi những người lân cận của chúng ta. Từ nơi cái chất căn bản, cái nước chanh nó là chua. Nhưng khi chúng ta trao vào trong tay của Chúa thì Chúa Ngài có quyền để ban ơn, để giúp đỡ cho chúng ta, để qua cái quá trình chúng ta trải qua đó, Chúa thêm chất ngọt vào thì chúng ta sẽ trở nên một ly nước chanh thật là tốt đẹp. Đó là nguyên tắc của Kinh Thánh. Chúa là đấng có quyền để có thể bảo vệ chúng ta, nhưng mà Ngài cũng có những lúc Ngài cho phép những cái thách thức xảy ra trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta với sức của Chúa chúng ta có thể thắng được, chúng ta có thể kết quả, chúng ta có thể làm nguồn phước. Tôi tin rằng có thể có ai đó trong quý vị có thể nói rằng
Nhưng mà mục sư thì khác, còn cuộc đời của tôi khác. Anh chị em, chúng tôi cũng có những cái thách thức ở trong đời sống. Đừng nghĩ là mỗi sáng chúng tôi thức dậy thì nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống đầy hoa hồng và đường sẽ rộng thênh thang. Đúng, những ngày đó rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi cũng là con người như anh chị em, chúng tôi cũng có những thách thức như anh chị em đối diện trong cuộc sống. Nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là khi có Chúa ở trong đời sống, khi chúng ta xây dựng cuộc đời chúng ta dựa trên nền tảng vững chắc là lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể trải qua được những cái ngày khó khăn đó, và trong những lúc khó khăn đó vẫn tiếp tục có thể làm nguồn phước cho những người lân cận. Đó là điều tuyệt vời mà Chúa của chúng ta Ngài có thể làm cho chúng ta và làm xuyên qua chúng ta. Amen anh chị em. Phải nhìn nhận những ngày qua, tuần lễ vừa qua, đối diện với những cái thách thức ở trong đời sống, gia đình của chúng tôi trải qua rất nhiều. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì nhờ có Chúa ở trong đời sống mà chúng tôi có thể vượt qua được. Chúng tôi không thể hình dung nổi là cuộc đời khi trải qua những thách thức mà không có Chúa thì chúng ta thấy rằng khốn khổ vô cùng. Nhưng có Chúa, với sự ban phước của Ngài và lớn có thể đưa vai toàn năng của Ngài vào để cùng gánh với chúng ta cái gánh nặng của đời sống của chúng ta đó. Như Chúa Ngài đã mời hỏi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Đó là một tuyệt vời mà đừng ai trong chúng ta từ chối. Bởi vì Chúa Ngài là đấng có quyền để giúp đỡ cho chúng ta. Một điều quan trọng hơn nữa, Chúa của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta, cứu chúng ta về. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta trở nên những con đỏ thuộc linh. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta ở trong tình trạng của bé sơ sinh như vậy luôn. Mà Chúa muốn chúng ta trưởng thành. Và trưởng thành thì chúng ta phải trải qua những cái thách thức ở trong đời sống. Muốn trưởng thành chúng ta phải từng trải. Có những điều xảy ra ở trong đời sống của chúng ta mà người Mỹ họ có một cái danh từ để họ nói đến cái tiến trình này, họ gọi là grow in pain. Tức là cái đau đớn của việc mình tăng trưởng. Chúng ta nhớ nuôi con nhỏ chúng ta sẽ thấy để nó mọc răng, thì chúng ta thấy rằng những ngày mà bé rất là đau đớn. Tại vì cái nếu răng đang lành như vậy đó, tự nhiên ở dưới có mấy cái răng nó nhô lên, mà nó phải đi xuyên qua cái lớp thịt, lớp da đó, thì chúng ta biết nó đau đớn vô cùng. Nhưng mà để có thể có một bộ răng tốt để có thể ăn uống thì bé phải trải qua cái đau đớn đó. Amen. Chúng ta không có thấy ô thấy thương quá cho nên chúng ta tìm xi măng hay gì đó chúng ta trét để nó đừng có mọc răng. Không được. Tiến trình của đời sống khi chúng ta trải qua những cái đau đớn rất nhiều là rất là cần thiết cho chúng ta. Chúng ta thấy điều đó nhiều khi trong cái hoàn cảnh khó khăn trước mắt thì chúng ta có thể trách Chúa, chúng ta có thể đổ cho Chúa là chính Chúa Ngài đem những cái đau đớn đó cho đời sống của chúng ta. Và cho tôi nhắc nhở anh chị em, những ai đang trải qua những sự khó khăn, những thách thức ở trong đời sống, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không phải là tác giả của những sự đau đớn trong đời sống của chúng ta. Nó đến từ Chúa. Ngài có thể cho phép, nhưng chúng ta có một kẻ thù chung của chúng ta là ma quỷ, cũng như chúng ta đang sống ở trong một thế giới đã bị băng hoại bởi tội lỗi. Thì những con người cũng như là cuộc sống của chúng ta cũng đem lại cho chúng ta những đau đớn nữa. Cho nên chúng ta cần có một cái nhìn thật là chính xác để chúng ta không ngã lòng. Xin Chúa ban phước. Và anh chị em, chúng tôi trải nghiệm những cái thách thức ở trong lòng tin nơi Chúa và đối diện với những thách thức này khi có sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Chúng ta học được rất là nhiều điều. Và nếu anh chị em có quan tâm thì xin đừng đồng tiếu và phân tách theo kiểu của loài người hay là ảnh hưởng của Phật giáo. Mà chạy đây chạy đó thấy tội nghiệp của mục sư Khánh quá. Đừng tội nghiệp chúng tôi không còn tội nữa và không còn cái nghiệp nữa. Amen. Vì ở trong đấng Christ tôi đã được tha thứ. Ở trong đấng Christ chúng ta đã được Chúa Ngài xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Và tội của chúng ta Chúa Ngài đã gánh thay rồi. Cho nên đừng đi tới đi lui và chúng ta cứ lẩm nhẩm tội nghiệp. Chuyện đó là niềm tin của Phật giáo. Niềm tin của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống. Lời của Chúa nói rằng huyết Đức Giêsu Christ đổ ra rửa sạch tội lỗi chúng ta. Ngài cũng đã trở nên rủa xả thay cho chúng ta khi Ngài chịu treo trên cây gỗ. Để chúng ta không còn nằm ở dưới sự rủa xả nữa, vì lời của Chúa nói rằng đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Chúng ta không còn nằm ở dưới sự rủa xả nữa, nhưng mà chúng ta có thể tiến vào để nhận phước lành của Abraham. Hãy kiên lập đức tin của chúng ta trên nền tảng của lời của Chúa để chúng ta không mắc mưu ma quỷ. Đó là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đến với lời của Chúa trong Gia-cơ chương 1 câu 2 cho đến câu số 4. Đây là ba câu kinh thánh nền tảng cho loạt bài mới này.
Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sanh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Chúng ta đến với bản kinh thánh truyền thống của chúng ta. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sanh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa bảo chúng ta tới đây là hãy xem sự thử thách trăm chiều hay là trăm bề. Lời của Chúa có vẻ vô lý. Làm sao khi chúng ta chịu sự thử thách trăm chiều, một chiều là chúng ta thấy đã sức bất rồi phải không? Nhưng mà lời của Chúa tại đây nói rằng hãy xem cái sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Làm sao được? Được khi chúng ta hiểu, khi chúng ta hiểu mục đích. Mục đích là Đức Chúa Trời muốn xây dựng ở trong đời sống của chúng ta cái tính kiên nhẫn, kiên trì, hầu cho đời sống của chúng ta sẽ đi đến chỗ trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót bất cứ một điều gì. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trưởng thành. Chúng ta thì muốn cứ làm em bé để Chúa cứ bồng ẩm chúng ta. Đụng một chút là chúng ta ngoe ngoe khóc. Có cái thời điểm của nó. Có cái thời điểm chúng ta mới sanh ra trong đại gia đình của Chúa, chúng ta là một trẻ sơ sinh, cần được chăm sóc, cần được nuôi dưỡng. Nhưng mà chúng ta phải từng bước một tiến lên và trở nên những người trưởng thành, trở nên những trượng phu, trở nên những con người mà Chúa có thể sử dụng chúng ta để giúp đỡ những người đến với Chúa sau chúng ta. Với ảnh lớn nhất mà Chúa ngày muốn chúng ta có được, đó là chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Giêsu Christ hơn trong đời sống của chúng ta. Và đây là điều cần có ở trong đời sống của chúng ta. Thử thách hoặc cám dỗ trong tiếng Hy Lạp đó là chữ Peiramos. Đó là một từ ngữ nói đến một sự chứng minh cho những gì bạn tin bằng kinh nghiệm của nghịch cảnh. Cho tôi chia sẻ với anh chị em định nghĩa của Kinh Thánh tiếng Hy Lạp. Từ điển tiếng Hy Lạp như thế này. Thử thách là một sự chứng minh cho những gì bạn tin bằng kinh nghiệm của nghịch cảnh. Chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy nghịch cảnh đó là những cái áp lực ở trong cuộc sống của chúng ta. Và kẻ thù nghịch qua nghịch cảnh đang muốn tạo ra một áp lực khiến chúng ta từ bỏ những gì chúng ta tin. Cho nên đừng mắc mưu nó. Ma quỷ luôn luôn muốn tìm cách đến để kéo chúng ta ra khỏi cái niềm tin của mình, cái sự kêu gọi hay là điều mà Chúa Ngài đã ban ơn soi sáng cho chúng ta. Và chúng ta đứng lên và chúng ta nói với Chúa rằng con tin và con muốn trở nên con người đó. Thì kẻ thù chung của chúng ta, nó biết được khi chúng ta bước vào ở trong một cuộc sống, chúng ta sống đúng theo mục đích Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta, đã dựng nên chúng ta, Ngài hoàn tất cái công việc của Ngài trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên một khí cụ sắc bén ở trong tay của Chúa, hữu dụng trong tay của Chúa. Cho nên nó sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn trở chúng ta. Nghe một lời, một vài lời bàn tán đàm tiếu. Rồi sau mùa sư Khánh có hai đứa cháu nội trai mà nó mất đi trong cùng 10 tháng. Chắc ông phải ác lắm, ông phải làm chuyện này chuyện kia. Để cho nghe những điều đó đau lòng lắm. Nhưng tôi không để cho cái điều đó nó làm cho cái sự đau lòng đó cản trở chúng tôi bước đi với Chúa. Chúng tôi biết một điều, đó là xét ở trước mặt Chúa, lòng của chúng tôi vẫn trung thành với Chúa. Xét ở trước mặt Chúa cũng như tra xét cái đời sống của mình dưới ánh sáng Thánh Kinh, khi mình soi gương thì thấy rằng mình vẫn sống theo như lời của Chúa dạy dỗ, giữ sự sống của mình thánh khiết. Thì như vậy chỉ còn có một cái lý do có thể giải thích được, đó là sự tấn công của kẻ thù. Hôm Chủ nhật vừa qua, Chúa dùng đệ tớ của Chúa, một sự Doug Stringer, để làm chứng và kể lại cho chúng ta nghe những gì ông đã chứng kiến và đã nghe những lời làm chứng của những cuộc đời, không phải chỉ tại thành phố Houston này, nhưng mà nhiều nơi trên thế giới. Họ đã được phước qua hội thánh của Chúa tại đây, qua chức vụ của chúng tôi. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Tôi cũng đã chia sẻ với anh chị em cái phước hạnh mà các mục sư ở trong kỳ đại hội ân tứ ở tại Atlanta cũng đã làm chứng lại. Chưa bao giờ trong cuộc đời của họ, họ thấy trong một cái đại hội
mà hai thế hệ được có mặt và cùng nhau hầu việc Chúa, không phải chỉ hầu việc Chúa nhưng mà hầu việc Chúa một cách đầy ơn Chúa. Nói rằng trong đời của họ làm mục sư, lớn lên trong gia đình của con cái của Chúa, gia đình của mục sư, họ chưa bao giờ thấy điều đó. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thử hình dung, nếu thế hệ thứ ba, con của mục sư Sam, con của Michael trong tương lai, là cái thế hệ sẽ tiếp nối cái dòng chảy của phước hạnh mà Chúa đã định cho đời sống của chúng tôi theo ý nguyện ta và nhà ta sau phụng sự Đức Giê-hô-va, thì nó sẽ ảnh hưởng lớn cỡ nào. Đó là lý do mà chúng ta tin một điều rất là chắc chắn, đó là kẻ thù đưa những cái sự tấn công và thách thức đến trên đời sống của chúng ta vì nó muốn kéo chúng ta ra khỏi những điều chúng ta tin và sự kêu gọi mà Chúa đã gọi cho đời sống của chúng ta. Cho nên đừng dại mà chúng ta để cho ma quỷ nó thắng. Đó là lý do mà chúng tôi mời anh chị em chúng ta cùng học loạt bài này. Khi tôi cầu nguyện và thấy sự hướng dẫn của Chúa, tôi cũng chia sẻ với các lãnh đạo, thì cũng có những lời khuyên mục sư ơi, có lẽ nó sớm quá không? Liệu mục sư có thể giảng được lời của Chúa để giúp đỡ cho hội thánh ở trong lúc mình đang trải qua những cái sự khó khăn đau buồn không? Mà đối với tôi thì khi Chúa ngài hướng dẫn thì chúng tôi cảm thấy đây là thời điểm đúng nhất. Vì chẳng những anh chị em cùng học lời Chúa với chúng tôi mà anh chị em cũng đọc bức thư của cuộc đời của tôi mà Chúa viết lên bởi quyết của ngài. Để chúng ta thấy rằng chúng ta không thể học lời của Chúa một cách chữ nghĩa, nhưng mà chúng ta phải học lời Chúa qua kinh nghiệm của cuộc sống của chúng ta nữa. Có ba điều chúng ta cần biết khi thử thách khó khăn đến trên đời sống của chúng ta. Thứ nhất, đó là sự cám dỗ thử thách không đến từ Đức Chúa Trời. Hãy ghi khắc điều này vào trong lòng của chúng ta. Tin tôi, khi chúng ta nghe những tin tức dồn dập, khi chúng ta đối diện sự thử thách trăm bề nó đến với chúng ta đó, rất là dễ để chúng ta trách Chúa. Tại sao Chúa ngài làm điều này? Tại sao Chúa lấy đi người thân thương của con? Tại sao Chúa ngài cắt họ đi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Và chúng ta hướng cái lòng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, rằng chính ngài là tác giả của những đau khổ trong đời sống. Người ngoại họ làm công việc đó. Tôi nhớ khi biến cố của 9/11 xảy ra, có những người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại thành phố Houston, họ đến và họ nói thẳng vào mặt của tôi: làm sao ông có thể giảng được Tin Lành khi mà Đức Chúa Trời của ông để cho chuyện xảy ra tháp đôi của khu mậu dịch quốc tế nó có thể sập như vậy? Người ta không biết Chúa, người ta có thể có cái nhìn đó. Hay là khi trận tsunami xảy ra ở tại Á Châu của chúng ta, Indonesia, Bangladesh, Thái Lan, chúng ta thấy số người chết rất là nhiều. Thì cũng có những người họ gọi điện thoại đến và nói rằng: tại sao Đức Chúa Trời của ông lại để cho cái chuyện bao nhiêu người chết như vậy? Đúng là thiên tai. Thì tôi trả lời rằng đó là danh từ của quý vị là những người không biết Chúa gọi là thiên tai, nhưng mà chúng tôi những người Cơ Đốc nhân và nước Mỹ này, trong từ ngữ của tiếng Mỹ thì natural disaster nó là tai vạ tự nhiên, chứ không phải do trời làm ra. Khi sự thử thách trăm bề xảy đến ở trên đời sống của chúng ta, rất dễ để chúng ta trách Chúa. Nhưng mà cho tôi nhắc nhở anh chị em qua lời của Chúa rằng Chúa không phải là tác giả. Gia Cơ chương 1:13 nhắc cho chúng ta điều này: đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói. Cái chữ cám dỗ tại đây như tôi nói ở phía trên và chữ thách thức là cùng một chữ, nhưng mà tùy vào ở trong cái văn cảnh mà Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta dịch là thử thách hay là cám dỗ. Đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ hay là tôi bị Đức Chúa Trời thử thách. Vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ và chính ngài cũng không cám dỗ ai. Amen. Amen lớn tiếng đi anh chị em, để chúng ta nhận biết một điều là những sự khó khăn, những thách thức trong đời sống của chúng ta, những hoạn nạn xảy ra, Chúa không phải là tác giả của điều đó. Ngài có thể trong cái sự khôn ngoan vô cùng của Chúa, ngài cho phép nó xảy ra, cái đó là chỗ chúng ta không hiểu. Nhưng mà rồi thời gian sẽ cho chúng ta hiểu, vì Đức Chúa Trời khi ngài hoàn tất xong công việc của ngài, như chúng ta đã thấy lời của Chúa nói với chúng ta ở trên, biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra kiên nhẫn, sự kiên nhẫn phải phát huy đến hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thể thiếu sót điều gì. Không thiếu sót điều gì. Đó là điều mà Cha đang đeo đuổi. Cha muốn mỗi người trong chúng ta tăng trưởng, trưởng thành đến độ nhìn đời sống chúng ta không còn thấy một khiếm khuyết nào nữa. Nếu đời sống của chúng ta mà luôn luôn là những ngày nắng ấm,
Chúng ta có thể đi đến kiêu ngạo, chúng ta nói rằng tôi là người được phước của Chúa lắm, cho nên đời sống của tôi không có khó khăn. Quý vị chắc là tội lỗi lắm mới có những sự khó khăn đó. Và đó là cái nhìn lệch lạc. Nếu những người tội lỗi mới bị gặp, sẽ bị gặp sự khó khăn, thì chắc Đức Chúa Giêsu tội lỗi dữ lắm. Ngài bị đánh một cách vô cớ, Ngài bị bắt và xử một cách hết sức là vô lý, rồi người ta kết án. Những người mà Chúa Giêsu đã từng quá bánh nuôi họ, những người mà Chúa Giêsu đã giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, đã làm phép lạ, đã chữa lành, đã giúp đỡ cho họ, thì trong số đó cũng có những người đã đưa tay lên: hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá, hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Con người là như vậy. Xin Chúa giúp để chúng ta xác nhận ở trong đời sống của chúng ta rằng Chúa khi Ngài cho phép xảy ra thì nhằm mục đích để đem lợi ích đến cho chúng ta. Vấn đề chúng ta là chúng ta không thấy cái lợi ích đó ngay trước mắt. Thì chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, và cuộc đời của những thánh nhân trải qua bao nhiêu thời đại được ghi lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. Họ trải qua những giây phút, những thách thức rất là lớn trong cuộc đời của họ. Có thể trong cuộc đời chúng ta có thể không phải trải qua trong cái mức độ mà họ đã được nhận. Nhưng chúng ta càng thấy những con người trải qua những sự khó khăn, đau khổ ở trong đời sống, thì cái kết quả khi họ đối diện một cách đúng đó, thì Đức Chúa Trời đã sử dụng đời sống của họ là nguồn phước một cách rất là lớn lao. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhân sinh quan tốt hơn, một cái nhìn từ góc của Đức Chúa Trời. Một điều khác xin chúng ta cùng nhớ là Đức Chúa Trời thử thách chúng ta, nhưng không bao giờ thử thách chúng ta với nghịch cảnh. Đức Chúa Trời cho phép thử thách xảy ra, nhưng mà không bao giờ thử thách chúng ta với nghịch cảnh, mà những thử thách Ngài luôn là những thử thách về sự vâng phục lời của Ngài. Cho nên chúng ta đừng nói là Chúa Ngài lấy cái chuyện này Ngài thử thách con. Cái nghèo, cái khổ, nếu Chúa Ngài sử dụng những điều đó để giúp cho chúng ta, thì cái chuyện Chúa Giêsu chịu đau đớn trên đường lên thập tự giá và tại thập tự giá là những việc vô lý không cần thiết. Nhưng không, Ngài đã trải qua tất cả điều đó cho chúng ta. Như vậy cái thách thức mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài cho phép xảy ra để xem chúng ta vâng phục lời Chúa đến mức độ nào. Thứ ba, áp lực đến từ đối phương vì những gì bạn tin. Kẻ thù của chúng ta muốn cướp đi những gì chúng ta tin. Nó sẽ nhắm mũi dùi tấn công vào những điều mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta. Thiên mệnh của chúng ta, mục đích của đời sống của chúng ta. Cho nên chị em chúng ta cần để ý. Mát chương 4 câu 14-15 lời của Chúa nói: rồi Ngài nói, các con không hiểu ân dụ này sao? Vậy thì làm sao hiểu được tất cả các ân dụ khác? Người gieo giống tức là gieo đạo. Những hạt ở dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra. Nhưng họ vừa nghe xong thì Satan lập tức đến cất đi đạo đã gieo ở trong lòng của họ. Kẻ thù không bao giờ muốn để lời của Chúa đâm rễ và kết quả trong cuộc đời của chúng ta. Thì nó tìm đủ một cách để nó làm, đó là nó cướp đi cái hạt giống đó. Thưa chị em, điều này cũng tôi mở ngoặc để nhắc anh chị em. Khi chúng ta đã bỏ một đoạn đường đi đến nhà của Chúa, khi ngồi ở trong nhà thờ tập trung để lời của Chúa gieo vào trong lòng của chúng ta, chuẩn bị cái tấm lòng của chúng ta như một mảnh đất tốt và cầu nguyện bảo vệ cái lời mà mình mới vừa nhận, đừng ra về chính ở trong những cái lời nói của mình hủy phá hết tất cả những cái gì mà hạt giống vừa mới gieo vào trong tấm lòng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy rằng giống những hạt giống tốt đẹp là lời của Chúa đó, không thể kết quả trong cuộc đời của chúng ta, vì kẻ thù tìm đủ mọi cách để cướp đi những lời đó. Nên chúng ta phải bảo vệ lời mà mình được gieo vào trong lòng của mình. Và chúng ta cũng mỗi ngày ở trong tuần chúng ta cầu nguyện, chúng ta chuẩn bị tấm lòng của chúng ta, để khi có cơ hội cùng với hội thánh học hỏi lời của Chúa, thì tấm lòng của chúng ta là một mảnh đất tốt. Đừng để cho sỏi đá giống của gai trong nó nằm ở trong đó. Cũng đừng để cho tấm lòng của chúng ta chỉ có một lớp đất thịt, còn ở dưới là đá. Vì trong ba môi trường đó, hạt giống không có kết quả. Chỉ có cái loại đất thứ tư thì hạt giống là lời của Đức Chúa Trời mới có kết quả trong đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa sẽ đem lại sự sống cho chúng ta là như vậy. Cho nên hãy nhận biết áp lực, thách thức đến từ đối phương vì những gì chúng ta tin. Hãy nhớ điều đó. Và anh chị em, nếu chúng ta đầu phục Chúa ở trong lúc chúng ta từng trải những khó khăn, thử thách,
chúng ta sẽ khám phá ra những điều về Chúa và chính mình, để chúng ta biết mình đang ở chỗ nào. Những bài học về Chúa. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có một mục đích cho mọi thử thách xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúa có mục đích. Không một việc gì có thể xảy ra cho chúng ta nếu Chúa không cho phép. Nhớ tôi nhấn mạnh chữ cho phép. Chứ Chúa không phải là đấng tạo ra những cái thử thách đó. Để cho phép. Vì Ngài biết nó cần cho đời sống của chúng ta. Sự hiểu biết thiển cận của chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng đã sống theo một cái thái độ. Đi theo Chúa thì cuộc đời của chúng ta phải đầy hoa hồng. Phải là những ngày nắng ấm. Không thể có mưa được. Mình sẽ phải suy nghĩ kỹ là chúng ta, nếu cuộc đời của chúng ta như là một vùng đất mà chỉ có nắng mà không có mưa, thì chuyện gì xảy ra cho vùng đất đó? Nó trở nên sa mạc. Nhưng mà Chúa, con không thể nào chịu đựng được những cái ngày của mưa dầm được. Nó tốt cho đất. Không, 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 con chỉ muốn cuộc đời của con làm mọi việc suôn chảy từ đầu cho đến cuối. Nắng ấm thôi, con sẽ trở nên sa mạc. Lòng của con sẽ thật là cứng cỏi đối với những người lân cận của con. Ở trong đau khổ nước mắt. Tuần rồi chúng ta được nhắc một cái danh từ ông Sir Singer đã nói đến, là có những lúc nước mắt của chúng ta chính là lời cầu nguyện bằng chất lỏng. It's a liquid prayer. Trong lúc chúng ta quẹt nước mắt, chúng ta nghĩ rằng tại sao tôi phải đau khổ như thế này? Chính ở trong giây phút đó, những giọt nước mắt của chúng ta chính là lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời thấy, và Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Lời của Chúa nói rằng Ngài hứng nước mắt chúng ta trong ve của Chúa. Tưởng đâu Chúa chỉ muốn nhận nơi con những tiếng hát ngợi khen thờ phượng. Đúng, tất cả điều đó là quan trọng, nhưng mà Chúa cũng trân quý những giọt nước mắt của chúng ta nữa. Vì chính những kinh nghiệm nước mắt của chúng ta đó mà nó làm cho chúng ta trở nên một cái người có lòng thương xót đối với những người xung quanh của chúng ta. Mà nó giúp cho chúng ta biết nhờ cậy Chúa càng hơn trong đời sống của chúng ta. Đời sống có những ngày, trong cái đường đi theo Chúa chúng ta gặp những ngày bão tố. Nhưng anh chị em, điều tuyệt vời mà chúng ta khám phá được trong đời sống của chúng ta đó là chúng ta có Chúa đi cùng với chúng ta trong những cơn bão tố đó. Chúa trong thuyền của chúng ta nếu chúng ta cho phép Ngài. Thứ hai, bài học về Chúa, Đức Chúa Trời có quyền năng để khiến mọi sự trở nên lợi ích cho chúng ta. Không cần biết cảnh ngộ của chúng ta đối diện như thế nào, Chúa có thể khiến mọi việc hiệp lại làm lợi ích cho chúng ta. Và đó là cái nét toàn năng của Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài có thể gom tất cả mọi sự lại. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những giây phút mà chúng ta cô đơn và có cái cảm giác là không ai hiểu mình. Bám sát theo Chúa, đi với Ngài. Nhưng mà những người xung quanh họ cứ chỉ tay, tại mày. Không hiểu nổi. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài có quyền để làm những công việc đó. Ngài gom, Ngài hiệp mọi sự lại làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa. Và có lần tôi đã chia sẻ với anh chị em hình ảnh của một người làm bánh. Tiến trình của nó trải qua. Ban đầu là những cái trứng bé bé xinh xinh đó. Người ta đập bể cái vỏ, bỏ vào trong một cái sao. Rồi bỏ bột vào. Sau khi bánh, cái trứng, những cái trứng đó bị đập bể rồi, người ta đánh cho nó tơi tả lên, đánh cho nó nổi bọt lên. Đổ bột vào, bỏ đường vào. Rồi nhỏ mấy giọt nghịch ni để mà cho nó thơm. Mà những cái giọt này nếu chúng ta nếm ở trong cái dạng của nó chưa được trộn đều và nướng lên đó thì là nó đắng lắm và khó chịu. Chưa hết, sau khi bột đã đánh và chuẩn bị như vậy là bỏ vào trong cái khuôn rồi mở cái lò ra, đã để lên một cái nhiệt độ lý tưởng, nóng vô cùng, đẩy vào trong đó, đóng cửa lại. Với cái nhìn thiển cận chúng ta nói rằng làm sao làm bánh ngon mà tại sao phải trải qua những việc đó. Nhưng mà những người làm bánh chúng ta biết phải trải qua những cái giây phút nhồi nặng, đánh tơi tả như vậy. Khi bỏ tất cả những thứ đó vào, người ta đánh tiếp cho đến chừng mà nó quyện chung với nhau, nó đều rồi đó. Bỏ vào trong cái lò với một cái nhiệt độ nóng.
thì không bao lâu chúng ta bắt đầu thấy mùi thơm. Mùi thơm của một cái bánh bông lan nướng. Rồi dần dần chúng ta thấy bởi cái sức nóng nó làm cho cái bánh nó chín đều. Đem ra, mở cái lò ra khi bánh đã chín. Cả phòng thơm phức cái mùi bánh. Kể không tôi thấy là có người nuốt nước miếng. Mà nếu chúng ta chọn cho rằng Chúa ơi, sao Chúa không thương con như trứng, hứng con như hoa đi Chúa. Chúa để cho cuộc đời của con nó bị dù dập như thế này. Chả biết. Và Ngài có quyền để ráp tất cả mọi sự lại, hiệp mọi sự lại, làm ích cho chúng ta. Thứ ba, Đức Chúa Trời có một viễn cảnh khác với chúng ta. Chúa thấy mục đích và kết quả của sự thử thách có thể mang đến cho chúng ta. Khi mà tất cả những gì chúng ta thấy ở trong lúc đau đớn và nan đề, trong khi tất cả những điều chúng ta thấy ở trong lúc đau đớn và nan đề, thì Đức Chúa Trời thấy tương lai trong khi chúng ta chỉ biết có hiện tại. Xin lời của Chúa kéo chúng ta lên với một cái góc độ. Tuần rồi một sư Dr. Singer cũng dùng hình ảnh đó. Ở trong lúc ông trải qua những cái thách thức khó khăn ở trong đời sống, thì trong lúc cầu nguyện Chúa cho ông sự hiện thấy đó, ông như là một cái đứa bé mà xung quanh là một cái đám đông mà những người lớn, thì không biết chuyện gì ở phía trước. Đang tìm đủ một cách để có thể có một cái góc nhìn thì người lớn che hết rồi. Cho đến khi trong sự hiện thấy Đức Chúa cho Chúa ẵm ông và đặt ở trên vai của Ngài. Lúc bây giờ trong vị trí và tầm nhìn của Đức Chúa Trời, ông mới thấy việc một cách chính xác. Đó là tuyệt vời khi Chúa Ngài ban ơn dắt chúng ta qua lời của Ngài và nâng chúng ta lên trên vai của Chúa, để chúng ta có thể nhìn những vấn đề trong cuộc đời của chúng ta một cách chính xác. Nó sẽ cất đi tất cả những cái điều lo sợ trong đời sống của chúng ta, sợ của những điều mình không biết, fear of the unknown. Nhưng mà khi Chúa Ngài nâng chúng ta lên, khi chúng ta nhờ cậy Ngài, chúng ta nhường đời sống của chúng ta trong quyền kiểm soát của Chúa, Chúa có thể nâng chúng ta lên trên vai của Ngài. Lúc bây giờ chúng ta sẽ có cái nhìn từ góc nhìn của Chúa. Thứ tư, Đức Chúa Trời có những lời hứa về sự hiện diện của Ngài với chúng ta trong cơn thử thách. Chúa không bao giờ lìa chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Amen. Cho tôi chia sẻ với anh chị em cái chỗ này. Trong giây phút khó khăn, vợ chồng tôi đang ở nhà thì nghe tin là Michael nhắn tin bởi Kimmy đi khám thai định kỳ. Nhưng bác sĩ cho biết là chỉ tìm được nhịp tim của bé Autumn, nhưng mà không thấy nhịp tim của bé Nehemiah. Nghe tin đó, vợ chồng chúng tôi nắm tay nhau và chúng tôi cầu nguyện với Chúa, lại Chúa. Chúng tôi phó dâng hoàn cảnh ở trong tay của Ngài. Lập tức chúng tôi chạy vào trong bệnh viện. Trải qua những giây phút giữa phước hạnh của niềm vui và của nước mắt, thì mất vì song thai. Và khi người ta giải phẫu mổ đem ra thì người ta cho biết là Nehemiah cháu đã mất ít nhất là 1.5 ngày cho đến 2 ngày ở trong bụng mẹ. Cảm ơn Chúa là Chúa cho kịp thời để đem cháu Autumn ra. Trong giây phút đó một cái tiếng nói nó tràn lên. Nó mày tin là Đức Chúa Trời của mày có Ngài ở đâu trong cái việc này. Anh chị mỗi giờ cảm nhận những cái giây phút như vậy không? Khi khó khăn đến, chúng ta liền nghe tiếng của ma quỷ nó đến. Nó rỉ tai. Và nó thách thức những điều chúng ta tin. Chúa toàn tài, Chúa của mày là toàn năng mà. Nhưng mà Ngài ở đâu? Đức Chúa Trời đã bỏ mày rồi. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta kỳ diệu lắm anh chị em. Các con của tôi, nhất là cháu Khánh An, là người được giao cho công việc tổ chức những cái sự kiện, những cái chương trình đặc biệt ở trong hội thánh. Biết rằng tôi đã chuẩn bị bài giảng, nhưng mà chắc là sẽ không có thể phục vụ hội thánh của Chúa bằng hết cả sức của mình như hàng ngày, nhất là ngày trọng đại của kỷ niệm 39 năm ngày thành lập hội thánh. Cháu nhắc điện thoại lên và gọi một sư Dr. Stringer. Một lúc sau cháu chia sẻ với tôi cái điều mà làm cho tôi ngay giây phút đó. Công bố trong danh Đức Chúa Jesus tất cả những miệng, những lời nói và những công việc của ma quỷ muốn đặt cái sự nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời của người ở đâu.
trong kinh nghiệm nước mắt này. Mr. Ratzinger nói rằng, cảm ơn Chúa. Bây giờ lý do, giải thích lý do tại sao mà ông chọn ở nhà. Ông được lời mời cho một cái kỳ hội nghị rất là lớn ở tại Colorado Springs. Người ta đã in tên của ông ở trong chương trình, người ta đã nhiều lần liên lạc với ông, nói rằng khách sạn đã giữ cho ông đầy đủ hết rồi. Và ông nhiều lần ngồi ở trước cái máy vi tính của mình, chỉ cần bấm một cái nút là mua cái vé máy bay khứ hồi để đi dự cái hội nghị đó và là diễn giả cho hội nghị đó. Nhưng mà ông không làm được. Có tiếng nói trong lòng của ông là con cần phải ở nhà. Cho nên khi Khánh An liên lạc với ông nói rằng bây giờ ông hiểu tại sao Chúa giữ ông lại, vì ông cần có thời giờ với gia đình. Gia đình của người em trong Chúa và gia đình của VBC Houston, ông kể là gia đình cần chức vụ của ông trong Chủ nhật vừa qua. Ai là đấng đặt ở trong lòng của ông và cứ khiến cho ông không thấy bình an để mua vé để đi làm diễn giả cùng đại hội lớn? Bây giờ quý vị có thể nói rằng đó là sự ngẫu nhiên, đúng không? Không, đối với tôi, Cha của tôi trên trời, Đức Chúa Trời toàn tri của chúng ta, Đức Chúa Trời toàn quyền tể trị, Ngài biết hơn chúng ta biết, và Ngài đã sẵn sẵn cái điều mà chúng tôi cần. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, trong những giây phút chúng ta trải qua những cái thử thách, những khó khăn trong đời sống, hãy mở mắt ra và tìm xem dấu tay của Cha của chúng ta. Nó sẽ giúp cho đức tin của chúng ta rất nhiều, vì chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ lìa chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Vì Đức Chúa Giêsu Christ đã bị từ bỏ để chúng ta đã được tiếp nhận ở trong Chúa rồi, và Chúa Giêsu xác nhận với chúng ta, chiên mà Cha giao trong tay của ta không cho để cho nó mất bao giờ. Chúa luôn ở với chúng ta, Ngài luôn ở cùng chúng ta. Nên trong những giây phút khó khăn, những thách thức trong đời sống, anh chị em đừng để cho ma quỷ nó gieo cái sứ điệp mà nó rất muốn cho chúng ta tin là trong những giây phút đó, đó là Chúa bỏ mày rồi. Hãy để lời của Chúa xác nhận với chúng ta lúc thuận cảnh, lúc nghịch cảnh, Đức Chúa Trời vẫn ở với chúng ta. Trước Covid, ở giữa Covid hay là sau Covid, Đức Chúa Trời vẫn ở với chúng ta. Đừng ai trong chúng ta để cho ma quỷ nó gạt chúng ta, để rồi chúng ta, nó rất muốn chúng ta trách Chúa. Nó muốn tìm đủ một cách để thách thức đức tin của ông Gióp. Khi Chúa hỏi nó ra mắt Đức Chúa Trời. Đây cũng là một cái quyền nhiệm khác mà chúng ta khi gặp Chúa, chúng ta mới có câu trả lời rằng tại sao Chúa Ngài không diệt nó luôn cho rồi, để cho nó còn ra mắt Đức Chúa Trời nữa. Ngài Chúa hỏi Satan, ngươi từ đâu đến? Nhà tôi đi ở các nơi ở trên thế giới loài người. Ngươi xuống đó, ngươi có thấy tôi tớ của ta là Gióp không? Ồ, Gióp đó, yeah. Mà nó yêu mến Chúa, nó kính sợ Ngài là bởi vì Ngài ban phước cho nó đó. Cho tôi lấy những cái điều mà Chúa Ngài đã ban phước trên nó, xem nó có còn tin Chúa hay không. Các bạn diễn ý của Mục Sư Khánh. Cho nó được. Trong một ngày ông mất 10 người con. Tất cả những bầy chiên, bầy bò của ông vô số cướp nó đến, lấy hết. Nhà cũng bị sập luôn. Ông mất hết tất cả trong một ngày. Vì Đức Chúa Trời nói với Satan, ngươi được chạm đến lấy những thứ thuộc về Gióp nhưng không được đụng đến nó. Làm xong thấy Gióp vẫn có lòng tin cậy Chúa. Trở lại xin Chúa thêm một điều. Bây giờ cho đụng đến thân thể của ông, cho nó được nhưng mà đừng lấy mạng nó. Ngươi không được quyền đụng đến mạng sống của nó. Ông bị ghẻ lỡ, ngứa. Và Kinh Thánh nói rằng ông phải lấy miệng sần để ông gãi, bởi vì móng tay ông gãi không nổi nữa. Không đáng ngứa nữa. Từ một người giàu có, một người kính sợ Đức Chúa Trời, gia đình đông đảo, con cái, súc vật của ông đông vô nhiều vô số. Mất hết tất cả, chỉ còn có bà vợ. Và bà trong một ngày yếu lòng cũng đã say qua và để cho ma quỷ sử dụng cái miệng bà. Ông rủa xả Đức Chúa Trời rồi ông chết đi cho rồi đi. Tôi nghĩ rằng những cái mất mát kia nó đau đớn thiệt. Nhưng mà cái người đầu ấp tay gối mà buông một cái câu như vậy, tôi tin rằng cái câu đó là một cái cú có thể knock out, có thể khiến cho ông Gióp đo dán được. Nhưng đáp lại một cái điều hết sức là lạ lùng. Đức Chúa Trời, Ngài ban cho, Ngài cũng có quyền lấy đi.
Khi Ngài ban cho, chúng ta biết cảm tạ Chúa. Nếu Chúa Ngài cất đi, khi Chúa Ngài cất đi, chúng ta không cảm tạ Chúa sao? Đó là thái độ của ông. Lạ lùng. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời hãnh diện về Job khi Chúa hỏi: ngươi đi ở trên đất, ngươi có thấy con người đó không? Ở phía này của mặt trời, các bạn của ông, vợ của ông, những người lân cận của ông hỏi rằng cái ông này chắc là ông tội lỗi dữ lắm. Cho nên việc ác như vậy, việc đau đớn như vậy mới xảy ra. Phía bên kia của mặt trời, phía bên kia trong cõi vinh hằng, Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy một tấm lòng trung tín. Và Đức Chúa Trời đã ban phước lại cho ông gấp đôi những gì đã mất. Cảm ơn Chúa. Chỉ không cho hai bà thôi. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời có quyền kiểm soát, ở cùng, bảo vệ, gìn giữ chúng ta ở trong ơn của Chúa. Không bao giờ lìa chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Khi chúng ta đối diện với thử thách, chúng ta cũng khám phá ra được những điều về chính mình. Anh chị em để ý những điều này kỹ. Chúng ta sẽ khám phá ra cái nhìn thật của chúng ta về Đức Chúa Trời. Chúa là ông thần tài, ông địa. Hay là Đức Chúa Trời là cha yêu thương của chúng ta, đấng toàn quyền tể trị. Và nếu cái nhìn của chúng ta chỉ là một ông thần tài, một ông địa, giống như là những người không biết Chúa đó, thì chỉ khi nào Chúa Ngài cho chúng ta tiền bạc phước theo như định nghĩa của chúng ta thì chúng ta yêu Chúa. Chúng ta sẽ khám phá ra những chỗ yếu, những chỗ mạnh của mình. Có những cái nhược điểm của chúng ta, nó sẽ lộ ra trong lúc chúng ta trải qua những cái sự thử thách. Và tôi tin Đức Chúa Trời Ngài đã cho phép Covid xảy ra để cho thấy cái thế hệ của cơ đốc nhân ngày hôm nay đức tin quá yếu, phải được kiện toàn. Chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chữa lành, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chu cấp cho chúng ta, là đấng có thể bảo vệ chúng ta khỏi những dịch lệ. Nhưng mà nghe tin tức nó nhồi nhét một lúc, chúng ta không còn tin một chút nào về Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chữa lành nữa. Ném ra cửa sổ hết. Chúng ta không còn tin Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng có quyền để gìn giữ bảo vệ chúng ta. Trong cơn thách thức, chúng ta sẽ khám phá ra những chỗ còn yếu kém, những chỗ chúng ta chưa thuộc bài. Đừng để những điều đó đánh hạ chúng ta, nhưng mà hãy tấn tới và kiện toàn những chỗ thiếu sót của chúng ta. Chúng ta đối diện với thử thách, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta trưởng thành ở mức độ nào, mức độ trưởng thành của chúng ta ở đâu. Em bé, chị không vừa ý lăn xuống sàn nhà nằm già. Hãy chúng ta là những người trưởng thành. Đối diện với những thách thức, nắm chặt lấy Đức Chúa Trời. Trao những sự khó khăn của đời của mình ở trong tay Chúa càng hơn. Để Đức Chúa Trời Ngài là đấng có quyền để biến những trái chanh đó trở nên những ly nước chanh thật tốt đẹp xuyên qua đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá ra ưu tiên của mình là gì? Mệnh lệnh của Chúa hay là sự an nhàn thoải mái của mình? Ai trong chúng ta cũng biết là cuộc đời có những thách thức, có những sự khó khăn. Nhưng mà vì một lý do nào đó thì chúng ta lại cứ nghĩ rằng cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta là để tìm cái sự an nhàn thoải mái. Trong khi đó Chúa gọi chúng ta là những chiến sĩ, những dũng sĩ, những người được Chúa Ngài chiêu mộ. Chúa bảo chúng ta hãy đưa tay vào để cài đất. Chúng ta được Chúa Ngài chiêu mộ đầu quân vào trong đội quân của Chúa, nhưng mà cứ ngó lại sau lưng. Giữ cái cài để giữ cho cái luống cài nó thẳng, mình phải nhìn ở phía trước. Mình cứ thương những chuyện ngoài sao như vợ của ông Lót á, mà hóa thành tượng muối. Quá khứ của chúng ta đừng hãnh diện và nói một cách hết sức là hãnh diện về nó. Con người cũ của chúng ta đã chết với Chúa, đã chịu đóng đinh với Chúa. Hãy chôn nó và giữ cho nó chết. Đừng để cho Satan nó làm hô hấp nhân tạo rồi nó làm cho con người xác thịt của chúng ta lại bật dậy. Hãy khám phá ra ưu tiên của cuộc đời của chúng ta là gì.
Chúa muốn chúng ta trở nên giống như Chúa hơn. Chúa muốn đời sống của chúng ta được phước để làm nguồn phước cho những người lân cận. Đức Chúa Trời muốn con dân của Ngài là những con người bằng lòng thay đổi để mỗi ngày trở nên giống như Đức Chúa Giêsu hơn. Ngày hôm nay, so với một năm về trước, những người lân cận, những người trong gia đình có thấy chúng ta giống như Chúa hơn không? Gương mặt, diện mạo, lời nói của chúng ta, nó sẽ bày tỏ ra chúng ta đang giống ai. Càng dành nhiều thời giờ với Chúa, ở riêng với Ngài, Chúa Ngài sẽ ban phước và chúng ta sẽ trở nên giống Chúa ở trong cái tư cách, giống Chúa Giêsu hơn trong cách hành xử, giống như Đức Chúa Giêsu hơn trong sự thương xót, giống như Đức Chúa Giêsu hơn ở trong việc bước đi trong quyền năng và đầy dạy Đức Thánh Linh để chúng ta được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Chúng ta sẽ học làm thế nào để có thể kinh nghiệm sự vui mừng chiến thắng trước nghịch cảnh. Nếu chúng ta muốn tăng trưởng ở trong hoạn nạn thử thách, nếu chúng ta muốn lợi ích từ những khó khăn, nếu chúng ta muốn chuyển thử thách thành đắc thắng, thì có một số những sự thật trong cuộc sống mà chúng ta phải chấp nhận. Thứ nhất là thực tại của thử thách. Giê-cơ chương 1 câu số 2, hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Điều này nhắc chúng ta nan đề là điều ta không thể tránh. Gia-cơ không nói nếu anh em gặp thử thách hãy xem như là điều vui mừng, nhưng mà ông nói khi anh em gặp thử thách. Vì nó không còn là giả định là nếu nữa, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có. Khi anh em gặp thử thách. Như vậy nếu nó là điều chắc chắn thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Phải anh chị em? Chúng ta ngơ ngơ, chúng ta đi rồi khi nó đến một cách thình lình, mà đến như là trăm chiều, thì chúng ta nói, sao đi theo Chúa khổ như thế này không? Chúa Ngài đã báo trước cho chúng ta rồi. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Cuộc sống thì có nan đề. Nếu bạn không có nan đề hiện tại, cần phải đưa tay qua chẩn mạch của mình còn sống không? Chỉ khi nào chúng ta nắm mắt xuôi tay thì mới hết nan đề. Thuộc ở trần gian này, không có Chúa thì nan đề lớn đang chờ đợi, đó là sẽ đời đời trong quả ngục. Và nó là một cái sự thật, một cái thực tại ở trong cuộc sống mà chúng ta đừng ai ở trong chúng ta tự nhiên chúng ta lại gỡ xuống mà chúng ta bỏ xuống. Cái này là một cái sự hiểu biết phổ thông mà ai cũng biết. It's a common sense. Trong cuộc đời này chúng ta đang sống ở trong thế giới đã bị ảnh hưởng của tội lỗi thì đau khổ là một phần của đời sống. Những thách thức, những sự khó khăn là một phần của đời sống. Chúng ta không được quyền miễn trừ. Nhưng mà chúng ta có lời hứa Chúa ở cùng với chúng ta luôn luôn. Ngài ban chúng ta khả năng, Ngài là đấng có quyền khi chúng ta giao trong tay của Ngài những trái chanh. Khi cuộc đời cho chúng ta những cái trái chanh, dâng trong tay Chúa. Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta sẽ cắt nó ra. Chúng ta sẽ vắt nó. Vắt cho hết. Để chuẩn bị có những ly nước đa chanh đường thật là tốt đẹp trong đời sống của chúng ta. Phi-líp thứ nhất chương 4 câu 12 nhắc chúng ta đừng ngạc nhiên, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Lời của Chúa đã báo cho chúng ta biết điều đó, chuẩn bị để khi chúng ta đối diện, thứ nhất là chúng ta không ngạc nhiên, chúng ta cũng không coi đây là chuyện khác thường, nhưng mà xem nó như là một phần của cuộc sống của chúng ta trên đất này. Điều quan trọng là tương lai đời đời của chúng ta đều được nắm ở trong tay Chúa. Thì những ngày chúng ta sống ở trên mặt đất này, Chúa có mục đích của nó. Hãy sống như thế nào thì chúng ta đạt được mục đích đó. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, năng đề là điều chúng ta không đoán trước được. Trăm bề thoạt đến. Chứ thoạt đến tại đây thình lình. Chúng ta lường trước năng đề. Nó thường xảy ra một cách thình lình. Để trên một phương diện cũng là việc tốt. Vì nếu chúng ta biết trước, chúng ta đã bỏ chạy và không có cơ hội để trưởng thành. Như có những loại tín đồ ngày hôm nay mà ở xứ Mỹ này gọi là tín đồ shopping, window shopping đó. Chạy từ nhà thờ này sang nhà thờ khác. Khi họ có những cái khó khăn ở trong đời sống cần được kỷ luật,
thì họ đã bỏ ra khỏi nhà thờ trước khi được kỷ luật. Cho nên em bé thuộc linh và cứ làm gánh nặng cho thân thể của Chúa đi từ chỗ này sang chỗ khác. Chúa có mục tiêu của Ngài để dạy dỗ dẫn dắt chúng ta. Nhưng lúc chúng ta phải đứng vào trong cái vị trí để đối diện với những cái kỷ luật, với những việc mà Chúa Ngài cho phép xảy ra để xây dựng chúng ta, để chúng ta có thể vững vàng bước đi ở trong ơn của Chúa. Vì đời sống có những thử thách, mà người trưởng thành có thể vượt qua những thử thách đó tốt đẹp trong sự hiện diện và sự thêm sức của Chúa. Và những người không có sự trưởng thành và sự hiện diện của Chúa trong đời sống thì lại đau khổ và có thể bị nhận chìm ở trong những sự khó khăn đó. Chúng ta phải chọn, chuẩn bị trước khi chúng ta đối diện với những điều đó. Chúng ta không ai định kế hoạch để mình bị bể bánh xe, phải không chứ? Đang chạy bon bon trên đường như vậy thì mình bắt đầu thấy cái tay lái của mình có vấn đề lạ. Tắp vào trong lề coi mới thấy mình cán một cái cây đinh. Không ai buổi sáng đó thức dậy và nói hôm nay tôi sẽ chạy xe trên đường và tôi kiếm đinh tôi đáng cán. Đó, nó đến với chúng ta một cách thình lình. Và lòng của chúng ta như thế nào? Thêm một điều nữa, nó có làm cho chúng ta bị chao đảo hay là không? Sáng hôm nay nhà tôi không có mặt được ở đây với chúng ta để thờ phượng Chúa. Tối thứ sáu thì 1 giờ sáng, 1:30 sáng, tôi nhận cuộc điện thoại của Khánh Linh nói ba, tôi còn cần giúp. Nhịp tim của Kimmy xuống rất thấp, phải đưa vào cấp cứu. Bây giờ thì con cần để ba mẹ có thể đến giúp để con mang cháu Autumn về nhà của ba mẹ. Vì Michael định là sẽ đưa qua để gửi cháu cho chúng tôi rồi, hoặc là cho Khánh An, rồi sẽ đưa vợ của mình đi cấp cứu. Thì nói không, con cứ lo việc của đưa vợ của con đi, còn ba mẹ sẽ tức tốc đi qua bên đó để mang cháu về, đừng lo. Cảm ơn Chúa, chúng tôi đến và khi vào ở trong bệnh viện, bác sĩ họ cũng như bệnh viện người ta tìm hiểu thì không phải là nhồi máu cơ tim hay là tai biến, nhưng mà nói rằng vì tấm lòng thương nhớ con của mình quá, nhất là mới sanh, cho nên nó có một cái phản ứng như vậy. Sức khỏe chắc chắn sẽ được phục hồi. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi mang cháu Autumn về nhà. Và mới vừa nói, bây giờ con được an toàn đến nhà của ông bà nội. Thì Khánh Linh nhìn lên trần nhà ở tầng thứ nhì. Nói, ủa? Sao trần nhà của mình như vậy mà? Nhìn lên mới thấy mấy miếng shiprock nó rớt xuống. Một sư xem gọi tôi một ngày trước đó. 2 giờ sáng. Bởi tất cả những cái alarm, smoke alarm ở trong nhà của con nó go off cùng một lúc. 4 cái. Nếu nó hết pin một cái thì còn có thể hiểu được. 2 cái còn được. 4 cái smoke alarm ở trong nhà tự nhiên nó go off cùng một lúc. Vợ Ginny chạy ra ngoài coi coi nhà của mình có bị cháy, ở trên mái nhà nó bốc khói hay không, mà tại sao nó như vậy. Một sư xem chạy coi kiếm lò nấu, tất cả đều không có một cái gì gọi là gây khói hết. 4 cái smoke alarm nó đổ ra cùng một lúc. Trong giây phút đó, ông sự cám dỗ đó là mày bỏ Đức Chúa Trời đi rồi. Sao cuộc đời hầu việc Chúa mà như vậy? Chuyện nó xảy ra một cách không giải thích được như vậy. Chúa đâu không gìn giữ bảo vệ. Nhưng mà không, chúng tôi biết tác giả của nó là ai, cho nên chúng tôi nhân danh Đức Chúa Christ cột trói, tạo trốt trói công việc của mày. Nhà của chúng tôi thì vì có một cái chỗ trong máy lạnh nó đổ mồ hôi nước ra, condensation, và nó nhiễu xuống một thời gian lâu rồi. Nhưng mà vì cái loại nước sơn người chủ trước ở nhà đã sử dụng nó tốt quá, cho nên không thấy cái dấu của nước, nó làm bị để lại cái dấu của nước. Nên chúng tôi không thấy cho đến khi nó sập xuống. Cảm ơn Chúa, chứ sắm sẵn để anh Hiếu ngày hôm qua nghe tin thì chạy đến để giúp đỡ cho chúng tôi dọn dẹp và sửa để cái hiện tượng mà gió ở trong máy lạnh thổi mạnh quá thì cái nước nó văng qua bên phía bên cái góc đó, và nhiều ngày nó giữ nước ở trong đó và nó nhiễu xuống. Tôi chia sẻ với anh chị em như vậy để nói rằng chúng ta cần phải có chuẩn bị.
Vì thách thức nó có thể đến với chúng ta. Kẻ thù nó có thể đưa đến những cái sự tấn công như vậy. Có những sự tấn công chúng ta thấy nó dường như là sắp đặt một cách thẳng hồi và chúng ta là đối tượng của nó. Có những thách thức khó khăn ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta biết rằng nó có nhiều dạng, nhiều cỡ khác nhau. Nhưng mà khi nó trăm bề đến với chúng ta đó, thì chữ trăm bề từ đây trong nguyên tác đó là nhiều màu, nhiều nét khác nhau. Những màu sắc, những thể loại khác nhau ở cường độ, khác nhau của sự kéo dài của nó. Một số, như tôi nói, nó như là đã định sẵn cho đời sống của chúng ta. Cần phải nhận biết điều đó. Điều thứ hai, lý do của thử thách. Để rồi chúng ta có thể vững vàng trong ơn của Chúa. Vì biết rằng, Gia-cơ chương 1, câu 3, câu 4, sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Cảm ơn Chúa. Thử thách đức tin nó có mục đích anh chị em ơi. Đau đớn có một cái kết quả mà Chúa Ngài muốn chúng ta sẽ thấy ở trong đời sống của chúng ta. Áp lực của cuộc sống có lợi ích của nó. Đau khổ cũng có thể làm thành những việc gì đó. Nó có giá trị ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên công việc của chúng ta là xin Chúa cho con biết mục đích của việc này. Có thể Chúa Ngài sẽ hé ra cho chúng ta một chút. Ngay lúc đó, bằng lời Rhema của Ngài, nhưng mà lời Logos của Chúa đã cho chúng ta biết cái chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Cho tôi nói, bạn không bao giờ từng trải những gì bạn đang từng trải một cách vô ích. Như tôi nói, Đức Chúa Trời Ngài trân quý những giọt nước mắt của chúng ta. Khi chúng ta đi qua một cái thử thách thì Đức Chúa Trời đang hành động ở trong chúng ta. Có những lúc chúng ta phải đứng và để Chúa làm xong công việc của Ngài. Đừng bỏ chạy. Đừng đổ lỗi cho Chúa cũng như trách Chúa. Đứng để Chúa Ngài làm xong công việc của Ngài. Vì phía bên kia của những ngày chúng ta trải qua là những phước hạnh đang chờ đợi với chúng ta. Thiên mệnh của chúng ta càng lớn chừng nào thì chúng ta thấy rằng Satan tìm đủ một cách để thách thức, để kéo chúng ta ra khỏi thiên mệnh đó chừng đó. Ba mục đích của thử thách ở trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất là thử thách làm tinh rồng đức tin của tôi. Thử thách như là lửa tinh luyện của người luyện bạc, luyện vàng. Mục đích của những cơn thử lửa này để những ngoại chất nó sẽ được nổi lên. Rồi người ta gạt bỏ để rồi những gì còn lại là tinh rồng. Cảm ơn Chúa. Cơ đốc nhân nhiều khi như cái túi trà đó. Để ở trong hộp, để ở bên ngoài khô, chúng ta sẽ không biết đó là trà gì. Mà cho vào trong một cái ly nước sôi, cái túi trà đó, nó sẽ tiết ra cái loại trà ở trong cái túi đó. Trong những cơn thử thách khó khăn, chúng ta thấy có nhiều người khi đi qua cơn thử lửa đó, thì nó thể hiện ra những cái mà chúng ta trước đây không biết. Nhưng mà cũng có những người họ trải qua những sự khó khăn, những cơn thử lửa của dầu sôi, lửa bỏng, thì thể hiện ra một cách rất là chính xác con người mà Đức Chúa Trời đã trui luyện họ. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ là những người được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao khi chúng ta trải qua những thách thức của đời sống một cách tốt đẹp. Thứ hai, thử thách sanh ra sự nhẫn nại trong đời sống của chúng ta. Đây là mục tiêu mà Chúa Ngài cho phép sự thách thức đức tin của anh em sanh ra sự nhịn nhục. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng ta có một thế hệ của những cơ đốc nhân không có kiên nhẫn, thiếu sự kiên nhẫn. Hay nói cái khác, sự thử thách đức tin sanh ra sức dẻo dai chịu đựng. Trong những ngày qua làm chiên đầu đàn, làm người chủ của gia đình, khi trải qua những sự khó khăn như vậy, chúng tôi thấy những ánh mắt của con cháu ở trong nhà, nó nhìn cha, nhìn ông của mình đối diện với thách thức như thế nào. Và tôi tin rằng các anh chị em cũng để ý xem một sự khánh đối diện với những thách thức này như thế nào. Năm ngoái khi chúng tôi đối diện với cái thách thức quá lớn ở trong năm rồi, thì có một chị em đã viết, đã nói với tôi những cái lời rất là khích lệ. Cảm ơn sự phục vụ của mục sư. Và em học rất nhiều cái cách phục vụ của mục sư khi mục sư đi qua những sự đau khổ của đời sống. Bài học đó chúng ta thấy rằng chúng ta khó để học được khi chúng ta chỉ học theo sách vở. Ai cũng sẽ trải qua những sự khó khăn. Vấn đề của chúng ta là
chúng ta trải qua như thế nào và kết quả sau đó là sao. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sẽ có một khả năng mạnh mẽ hơn để chúng ta đứng vững. Bên chị em, lời của Chúa báo cho chúng ta biết Satan biết ngày của nó sắp hết. Chỉ nó tìm đủ một cách để đổ tất cả những sự tấn công ở trên chúng ta là những người được chọn. Chúng ta để cho nó đánh ngã chúng ta hay là chúng ta để cho Đức Chúa Trời ngày xây dựng chúng ta. Để chúng ta sẽ là những thành phần không thể thiếu ở trong cơn phục hưng cuối cùng mà Chúa ngài sẽ cho chúng ta thấy để rồi một mùa thu hoạch lớn lao ở trong những ngày sắp đến. Thứ ba, thử thách khiến tôi trưởng thành. Nó khiến cho tôi trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Thử thách khiến cho tôi trưởng thành, giúp cho tôi tăng trưởng. Thử thách đức tin sanh ra sự nhịn nhục. Rồi sự nhịn nhục phải làm trọn. Chúng ta thấy chữ trọn ở đây. Thiếu lẩm bẩm. Bây giờ trọn, chắc chắn, chắc nịch. Làm trọn công việc của nó. Giúp anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Và đó là chương trình về lâu về dài của Chúa. Cảm ơn Chúa. Mục tiêu hàng đầu của Chúa là biến chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Chúa ngài quan tâm đến việc xây dựng tư cách của chúng ta hơn là giúp chúng ta thoải mái an nhàn. Chúng ta có thể trải qua những khó khăn khi chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Chúng ta có thể trải qua những thách thức khó khăn trong cuộc sống khi chúng ta biết các sự ban cho tốt lành đều từ nơi Cha sáng láng của chúng ta trên trời mà đến. Đức Chúa Trời không bị ai cám dỗ, cũng không cám dỗ ai. Đức Chúa Trời không bị thử thách và Ngài cũng không thử thách ai. Ngài cho phép nó xảy ra vì Ngài yêu chúng ta. Xin Chúa giúp để lời của Chúa và sứ điệp hôm nay sẽ giúp cho anh chị em để chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng. Vì trong những giây phút khó khăn trong đời sống đó, chúng ta bị mù. Vì hoàn cảnh, vì bụi khói nó làm cho chúng ta mất hướng đi. Nhưng mà lời của Chúa và tiếng nói của Đức Thánh Linh sẽ là kim chỉ nam để dắt chúng ta đi qua những ngày đó. Có giây phút tôi nghe tiếng của Chúa, Ngài nói: con hãy nắm tay ta, ta sẽ đưa con đi qua. Bởi vì nhìn không thấy, có những chuyện nó xảy ra mình không giải thích được. Có những chuyện mà mình thấy cái chuyện này là cái chuyện mà đáng lý nó không có xảy ra, nhưng mà nó xảy ra cho nên nó rất là dễ để chúng ta mất hướng. Phải chuẩn bị, có lời của Chúa như chúng ta đang học ở tại đây sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Hãy có một mối liên hệ mật thiết với Đức Thánh Linh để trong giây phút mà chúng ta không thấy lối đi đó, thì tiếng dẫn dắt của Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta như chúng ta đã từng được nhắc nhở. Này, có một tiếng ở phía sau nói rằng này là đường phải đi, việc phải làm. Tôi cam đoan với chị em khi chúng ta đối diện với những giây phút của thách thức thì chúng ta sẽ rất dễ để chúng ta mất lối, trừ trường hợp chúng ta biết Chúa, từng trải sự hiện diện của Ngài và biết lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa. Đó là hai cách mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên giống Đức Chúa Giêsu hơn, qua lời của Ngài, qua hoàn cảnh. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng, làm sao để chúng ta có thể đối diện với thách thức của chúng ta? Gia Cơ chương 1 câu 2: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thọc đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Chúng ta để ý đến chữ coi tại đây. Ở trong tiếng Anh là count. Hãy đếm. Nó như là một cái sự vui mừng trọn vẹn. Đây là danh từ của kế toán. Kế toán viên cộng so sánh số để mọi việc cho ra một cái đáp số đúng. Chúng ta để ý lại, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách, hãy xem sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Chưa trưởng thành trong Chúa, chúng ta đọc câu này chúng ta nói rằng Chúa bắt mình làm cái chuyện quái gở đây. Thử thách mà phải xem, phải coi như là điều vui mừng trọn vẹn. Làm sao? Nhiều khi chúng ta cộng những năng đề trong đời sống nhưng mà đáp số nó không hợp lý. Nhưng có thể coi là sự vui mừng vì biết rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho chúng ta. Vì có Chúa trong đời sống của chúng ta có thể coi những sự thử thách trăm bề thoạt đến chúng ta như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì chúng ta biết rằng phía sau của những cái thử thách này khi chúng ta vượt qua rồi là những phước hạnh mà Chúa Ngài sẽ ban xuống trên đời sống của chúng ta và dùng chúng ta để làm nguồn phước cho nhiều người. Cho nên khi khó khăn thử thách xảy ra, lời của Chúa tại đây bảo chúng ta hãy coi
hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến. Trăm bề là nhiều phải không? Thoạt đến thinh linh. Cho nên em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì chúng ta biết rằng Cha có mục đích. Và Cha cho phép nó xảy ra thì nó phải là tốt cho chúng ta. Nên chúng tôi thường nói chuyện với các em lãnh đạo. Khi có những thách thức xảy ra, đời sống cá nhân hay là công việc của Hội Thánh, thì chúng ta biết rằng, chúng ta nói với nhau rằng chắc chắn là những việc tốt đang sắp sửa xảy ra. Bởi vì Satan nó biết rằng chúng ta sẽ ở trong một mức độ lớn hơn, mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn để chúng ta có thể ảnh hưởng lan rộng ra và làm nguồn phước cho nhiều người hơn để chúng ta vượt qua được những điều này. Để nó tìm đủ một cách để ngăn trở, tìm đủ một cách để ném thêm những thứ vào ở trong lối đi của chúng ta, làm cho chúng ta vấp phạm, chúng ta ngã. Mà cảm ơn Chúa, chúng ta có Chúa ở cùng, biết nhờ cậy Ngài, chúng ta sẽ vượt qua. Và phước hạnh sẽ chờ đợi chúng ta ở phía trước. Xin ban ơn để chúng ta nhận biết điều đó trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên khi đời cho chúng ta những quả chanh, hãy giao vào trong tay Chúa. Chúa là đấng biết cách để có thể biến những cái chất chua của trái chanh. Ngài có thể giúp chúng ta bỏ chất ngọt vào. Quan trọng là chúng ta đừng mất đi cái sự ngọt ngào với Chúa. Bỏ chất ngọt vào, bỏ đường vào, cho nước vào, khuấy cho nó đều lên. Bỏ thêm nước đá vào, chúng ta sẽ có một ly nước đá chanh lạnh, đem lại giải khát và sẵn khoái cho những người mà chúng ta phục vụ. Amen. Đừng nhận như trái chanh rồi chúng ta trách Chúa. Chúa ơi, sao cuộc đời của con nó chua, nó cay quá. Có những lúc, có những món ăn mà chúng ta thấy rằng cần phải chua một chút, cần phải cay một chút, nó mới thêm hương vị. Amen anh chị em. Và trong cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời là đấng có quyền để hiệp mọi sự lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Chúa biết chúng ta chịu đựng nổi mức độ của chanh bao nhiêu. Ngài biết chúng ta có thể chịu đựng được những cái cay bao nhiêu. Vì không có một sự thử thách nào quá sức chịu đựng của chúng ta. Trong mọi sự, Chúa luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi. Amen anh chị em. Xin Chúa cho đến lời của Ngài khích lệ nâng đỡ anh chị em ở trong buổi sáng hôm nay. Hãy quyết tâm. Tôi biết có những đau đớn mà anh chị em đối diện. Bây giờ hãy đem giao cho Chúa. Đem những trái chanh mà đời nó ném vào trong cuộc đời của chúng ta. Gom hết. Đừng chừa lại anh chị em. Nó chỉ làm cho chúng ta đau khổ mà thôi. Chúa muốn chúng ta được lợi ích một cách tối đa. Nhưng mà chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đem dâng cho Chúa. Có những đau đớn ở trong đời sống, có những điều mà anh chị em trải qua trong những ngày qua. Hãy dâng cho Chúa. Cá nhân tôi nếu không làm điều này, tôi không thể nào sống nổi. Mà cảm ơn Chúa hôm nay vẫn có thể đứng ở trước mặt các anh chị em hầu việc lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng tôi đã học bước đi với Chúa ở trong những điều mà chúng tôi chia sẻ cho anh chị em buổi sáng hôm nay. Trước khi những ngày bão tố đã định, đã chọn. Tin dựa theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có Cha Thiên Thượng, chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài không phải là tác giả của những thử thách, những sự khó khăn trong cuộc đời của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài cho phép nó xảy ra nhằm mục đích để gây dựng chúng ta, để chúng ta được trở nên giống như Đức Chúa Giêsu hơn. Cho anh chị em hãy dâng cho Chúa đi. Buổi sáng hôm nay chúng ta có những đau đớn nào trong cuộc đời của chúng ta? Có những thử thách nào mà chúng ta trải qua mà chúng ta trong những ngày qua có thể có những thắc mắc đối với Chúa? Lật ngược thế cờ, hãy nhận biết. Cha cho phép vì Cha có chương trình tốt đẹp dành sẵn cho chúng ta phía bên kia của cơn thử thách này. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Mỗi người trong chúng ta hãy đến với Chúa. Đừng giấu Chúa, cũng đừng nghĩ rằng chúng ta có thể qua mắt Chúa được. Chúa thấy hết tất cả. Chúng ta có thể giả đò với những người khác, nhưng đừng chơi trò chơi giả đò trước mặt Chúa. Ngài có thể giúp chúng ta, Ngài có thể ban phước và khiến đời sống chúng ta được phước. Hãy đến với Chúa. Chúa giáo chúng con đến ở trước mặt Ngài trong thời gian này. Một lần nữa Chúa giáo. Dâng những trái chanh trong cuộc đời. Ở trong tay Cha. Ở đấng có quyền để hiệp mọi sự lại. Làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Là những kẻ mà Ngài đã biết trước và Ngài đã chọn để được trở nên giống như con Ngài. Là con cả ở giữa nhiều anh em.
Xin giúp cho con mỗi ngày được trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ càng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chúc tụng Ngài. Xin nhau trong thời gian này, trong sự hiện diện của Chúa, xin Thánh Linh Ngài đến gần những tấm lòng, những cuộc đời đang trình dâng cho Chúa những thách thức, những thử thách ở trong đời sống. Xin giúp đỡ cho nhau. Tại không ai ở trong chúng con sẽ ra về trong ngày hôm nay giữ lại những tổn thương, những công việc có thể làm cho chúng con cay đắng trách Chúa. Chúng con mỗi ngày gần Chúa hơn. Là Chúa Giêsu là Thầy tế lễ thần phẩm tối cao của chúng con, Đấng đã trải qua những thử thách cám dỗ như chúng con nhưng không hề phạm tội. Đấng có thể cầu thai cho chúng con dân các anh chị em con dân gia đình con cháu của con ở trong tay của Ngài. Xin Cha cứ dẫn dắt, xin Cha cầu thai. Lạy Chúa, bày tỏ công việc của Ngài để chúng con không một giây phút nào cảm thấy mình bị Chúa bỏ, hay là Chúa đã đổi ý của Ngài về tình yêu thương của Ngài dành cho mỗi chúng con. Chúng con luôn luôn biết Cha yêu chúng con, và Ngài khi cho phép những thử thách xảy ra là vì lợi ích của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin giúp chúng con kiên nhẫn đủ để chúng con sẽ thấy công việc của Chúa được hoàn tất trên cuộc đời của chúng con. Và cho phía bên kia của những thử thách khó khăn sẽ là những ngày chúng con có thể tư vấn, chúng con có thể phục vụ, chúng con có thể giúp đỡ cho những người trải qua cùng một hoàn cảnh với chúng con nhưng không có Chúa, để chúng con có thể giới thiệu Chúa cho họ. Và phước hạnh của cuộc đời làm con Chúa là phước hạnh lớn chừng nào. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên anh chị em. Chúng ta cùng nhau bước đi ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Hallelujah. Hẹn gặp anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.